Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Sau một thời gian cày chuyện cổ đại và cung đấu thì chắc là đã khiến cho các bạn bị bội thực. Vì vậy thì hôm nay Trang xin gửi tới một bộ truyện hiện đại tâm lý xã hội dài 92 chương của tác giả Giá Oản Trúc, tên gọi là Bạn Tranh. Theo như giải thích của bạn editor thì chữ bạn này không có nghĩa là bạn bè mà có nghĩa là trượt chân, lầm lỡ. Trước khi bước vào chuyện thì Chan cũng xin cảnh báo luôn. Thứ nhất thì đây là bộ truyện 18+, có yếu tố sắc dục và bạo lực, thiên về kiểu biến thái, cho nên là khuyến cáo mọi người nên đeo tai nghe. Thứ hai là nếu như mà chị em nào thích kiểu ngôn tình mà nam nữ chính đều sạch bóc bong bong như là trứng gà, thâm tình các kiểu thì không nên nghe bộ này. Bởi vì nam chính thì rất biến thái và nghề nghiệp của nữ chính thì giống như là Quỳnh Búp Bê, phim truyền hình Giờ Vàng trên VTV3. Và thứ ba, theo đánh giá của người đọc thì bộ truyện này rất hay, phản ánh về hiện thực một cuộc sống làm gái vô cùng trần trụi, u ám, không màu mè và không có ảo tưởng. Thế nhưng mà đừng vội bỏ qua, bởi vì mặc dù nam chính mới đầu thì rất là ngược nữ chính, thế nhưng mà về sau thì lại sẽ cưng sủng nữ chính còn hơn cả vàng nữa. Đây có thể nói là một câu chuyện về tình yêu thương đau của hai con người mang nặng tổn thương. Nội dung như thế nào thì mời các bạn nghe tập 1 ngay sau đây sẽ rõ nhé. Chương 1. Dạo gần đây chuyện làm ăn của Hứa Huệ Tranh rất ế ẩm. Một nhóm người mới trẻ trung xinh đẹp vừa đến hội sở, rất nhiều khách hàng cũ đều bị bọn họ lôi kéo đi mất. Ngay cả cơ hội nhặt mấy vị khách còn dư lại của cô và mấy chị em cũng chẳng có. Hứa Huệ Tranh đã đợi 2 tiếng đồng hồ, vậy mà má mì chẳng hề gọi đến số của cô. Có vài chị em đã tự ra khỏi hội sở để kiếm khách. Cô nhìn nhìn thời gian, thở dài một hơi, bắt đầu thu dọn giỏ sách ra về. Mấy bữa nay nhiệt độ rất thấp. Khi vào đến hội sở, Hứa Huệ Tranh mới thay đồ làm việc. Nếu như ra ngoài, cô nhất định phải bọc kín từ đầu đến chân. Có một người chị em đã từng gợi ý với Hứa Huệ Tranh, nếu như ở đây không có mối làm ăn thì ngược lại, ra đường sẽ có cơ hội, cho nên phải luôn mặc quần áo phù hợp nhất. Hứa Huệ Tranh cũng từng thử qua, nhưng tiếc rằng cô vừa ra ngoài được 50 mét thì đã lạnh đến phát run, nên chẳng thể nào khác hơn là bỏ cuộc. Ở phòng thay đồ lớn, cô tự quấn mình lại thật kín kẽ. Nhìn khúc bánh chưng ở trong gương, cô không nhịn được mà cười khổ. Cô rất khâm phục đám chị em trong cái mùa giá rét này còn có thể để chân trần, mặc váy ngắn, vẫn giữ được cái dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ. Thật đáng đời, bảo sao cô không kiếm được tiền. Hứa Huệ Tranh xách giỏ lên chuẩn bị ra ngoài thì đúng lúc Khang Hân đi vào. Nhìn thấy cách trang điểm của Hứa Huệ Tranh, Khang Hân vừa cười vừa nói, cô lại sắp về nhà rồi à? Hứa Huệ Tranh gật đầu không nói gì. Cô không giỏi việc bắt chuyện tán gẫu, không biết Khang Hân cố tình hay vô ý. Chị ta nói, má mì nói gần nửa tháng nay cô chưa chia phần trăm cho má rồi đấy. Hứa Huệ Tranh vẫn gật đầu, ăn nói khép nép, em sẽ cố gắng tìm khách mà. Khang Hân là tâm phúc bên cạnh má mì, Hứa Huệ Tranh vẫn mong chị ta có thể nói giúp cô vài câu. Khang Hân hạ giọng ừ một tiếng, rồi đi vào căn phòng nhỏ dành riêng cho mình. Hứa Huệ Tranh ra khỏi phòng thay đồ lớn, cúi đầu vội vã đi về phía cửa sau. Vừa bước ra ngoài cô đã lạnh đến run cầm cập. Má mì đã phái Khang Hân đến chuyển lời, e rằng đã có ý không bằng lòng. Nhưng cái loại thời tiết thế này, thật sự có thể tìm khách ở trên đường hay sao? Phần trăm của phí qua đêm, cô có thể tự mình đưa cho má mì. Nhưng tiền rượu nước thì cô phải lôi kéo được một gã coi tiền như rác mới được. Cách hội sở không xa là một con phố nhỏ, đó là điểm đứng của Lưu Oanh. Hứa Huệ Tranh tính đi thử thời vận. Trên đường đi tới đó, ngón chân của cô bị rét đến tê cóng, tốc độ càng ngày càng chậm. Đột nhiên một bàn tay túm lấy cô từ phía sau. Trần Tư Cần, sao em không bắt máy? Hứa Huệ Tranh bị cái túm ấy kéo ngã về phía sau. Thân thể của cô đã lạnh cứng nên không kịp phản ứng lại, thuận thế ngã vào một bộ ngực ấm nóng. Ấm áp quá đi, cô không muốn rời khỏi đó chút nào. Sau đó mũ lông của cô bị vén lên, một trận gió lạnh thổi qua, tóc của cô bị gió thổi xõa lên mặt. Cô ngẩng đầu lên, xuyên qua kẽ hở của làn tóc, nhìn vào đôi mắt của đối phương. Lúc đầu đôi mắt ấy rất nồng ấm, nhưng chỉ trong chớp mắt đã hóa lạnh lẽo. Anh ta đỡ cô đứng ngay lại, khách sáo giải thích. Xin lỗi, tôi nhận lầm người, quần áo của hai người quá giống nhau. Cô gật đầu, gầy gầy tóc rồi đội mũ lên lại, kéo chặt khăn quàng cổ, tiếp tục đi về hướng đã định.
Hứa Huệ Tranh đứng trong gió rét nửa tiếng đồng hồ, cô muốn tươi cười để trèo kéo khách, nhưng gương mặt đã lạnh, cứng đến nỗi chẳng thể cử động nổi. Cô cố gắng gỡ mũ xuống, kéo cái khóa kéo của áo lông ra, để cho mình trông không quá rán đất. Nhưng kết quả lại là, cô vẫn là chọn làm con rán đất. Ở nơi thế này, mọi người đều ngầm hiểu với nhau đây là khu phục vụ. Những người đàn ông dừng lại trên đường đa số đều đang có nhu cầu. Hứa Huệ Tranh chỉ còn biết cầu nguyện, đợi những chị em khác đều có khách rồi, mùa đến tiếp theo sẽ là của cô. Nhưng vào cái tiết trời đại hàn ngày hôm nay, thật chẳng có mấy người khách xuất hiện. Có mấy người phụ nữ đang ở đó oán trách thời tiết, oán trách xã hội. Hứa Huệ Tranh nghe thấy lòng mình nổi lên một trận đau buồn. Ngày hàng tháng của cô sắp đến rồi, nếu như mấy ngày này vẫn không tìm được khách đến hội sở tiêu tiền, cô sẽ bị ăn đòn. Cô nhìn khắp bốn phía, cô chẳng thể sánh bằng mấy người phụ nữ tụ tập ở đây. Cô nghĩ vẫn là nên đi cách nơi này xa một chút, có lẽ sẽ gặp một gã khách làng chơi không kén chọn. Cô đi dọc theo đường cũ trở về, gặp được người đàn ông nào đang đi một mình, cô cũng tiến đến chèo kéo, một người cũng không được. Ngược lại cô còn bị một gã văng tục mắng chửi. Cô làm thinh, cô chính là gái bán hoa, cả ta mắng chẳng sai. Hứa Huệ Tranh dựa vào trụ đèn trên phố, ngắm nhìn bầu trời đêm mờ mịt. Cô sau này chắc chắn là không thể lên thiên đường được chăng? Nhưng cô muốn lên thiên đường mà. Đột nhiên cô chẳng còn tâm tình tiếp khách, thay vào đó là sự chua xót của toàn bộ hy vọng đã hóa cho bụi. Cô muốn về nhà. Cô kéo chiếc mũ sụp xuống thấp, dường như muốn che hết tầm mắt lại, cứ thế mà cúi đầu đi về hướng nhà trọ. Khu lầu nhà trọ này là kiểu căn hộ 2 tầng, có từ 1 đến 3 phòng ngủ không đồng nhất. Người thuê trọ cũng có 3 phần là làm cùng nghề với Hứa Huệ Tranh, thậm chí còn có kha khá người làm cùng hội sở với cô. Cái hội sở kia là một nơi có thể coi là chốn gặp gỡ quy mô lớn, bên trong có các nhân viên phục vụ cố định, còn kiểu như Hứa Huệ Tranh thì thuộc vào kiểu bán cố định. Cô mượn chỗ của hội sở để tiếp khách, chỉ cần đảm bảo phí tiêu xài hàng tháng là cô có thể tự mình ra ngoài đón khách. Thoạt nhìn dường như nhân viên bán cố định có nhiều cơ hội hơn, thế nhưng thật ra khách ngoài giá rất rẻ mặt, có khi tiền kiếm được từ 10 mối khách ngoài cũng không bằng tiền bo của một người khách sộp trong hội sở. Hứa Huệ Tranh mở cửa ra, đóng lại, sau đó cô ngồi xuống chiếc giường đầy ở trên phòng khách. Căn hộ này là kiểu một phòng khách và một phòng ngủ, tầng dưới là phòng khách, tầng trên là phòng ngủ. Vì để tiện việc làm ăn, Hứa Huệ Tranh cũng đặt một chiếc giường ở trong phòng khách. Lâu dần, lầu trên đã trở thành thế giới nhỏ của cô. Cô ngẩn người một hồi, sau đó mới từ từ đứng dậy, đi mở máy sưởi. Gần đây cô có khuynh hướng mập lên nên cũng không dám ăn nhiều, thường hay để bụng rỗng cả đêm. Xế chiều hôm nay cô mới ăn một chút bánh ngọt rồi nhịn đói đến bây giờ, lúc này thật sự là cô đã chịu không nổi nữa. Cô đợi cơ thể mình ấm lên rồi vào nhà bếp úp một tô mì. Tướng mạo không có, cả vóc dáng cũng không, chẳng biết cô còn có thể trụ trong cái nghề này được mấy năm. Hứa Huệ Tranh tìm mấy hôm cũng không dẫn được một vị khách nào vào hội sở. Lúc đem phí bảo kê nộp cho má mì, cô cứ nơm nớp lo sợ. Má mì hừ lạnh một tiếng. Dạo này cô không đưa khách đến đây chơi, tiền rượu nước cả một đồng cũng không có. Chuyện này tôi còn chưa báo cho Vũ Ca biết đâu, nếu như anh ta mà hỏi thì cô ăn cho hết. Nhắc đến Vũ Ca, tim của Hứa Huệ Tranh cũng phát run, cô hoảng loạn không thôi. Má mì, má khoan đừng nói, tối nay nhất định con sẽ tìm được khách mà. Má mì trừng mắt nhìn quần áo của Hứa Huệ Tranh rất không hài lòng. Vậy thì đừng có mặc nhiều như vậy nữa, quấn thành cái dáng vẻ đó, thằng đàn ông nào mà nhìn cho nổi. Vào đêm nay, cô nói đó, đừng có mặc quỳ tiền. Hứa Huệ Tranh vội vàng gật đầu, sau đó liền ra ngoài kiếm khách. Vừa ra khỏi hội sở không xa, má mì đã gọi điện đến kêu cô về tiếp khách. Cô lại quay đầu chạy về. Khi về đến hội sở, cô mới biết Khang Hân gặp phải một gã khách bệnh hoạn bị bất tỉnh trong phòng bao. Hứa Huệ Tranh nhìn thấy Khang Hân bị khiêng ra ngoài, cả người không khỏi phát rét. Hai bên mặt của Khang Hân đều sưng vù, khóe miệng còn có vệt máu lờ mờ, trên cổ hiện đầy dấu bị xiết, quần áo rách nát, không che đậy nổi thân thể. Ở chỗ này lâu ngày, nhất định sẽ đụng phải bọn bệnh hoạn. Trước này má mì đều chiếu cố Khang Hân là cái người có tiếng trong hội sở này. Loại khách nào có những sở thích quái dị, bà ta đều lọc bỏ một cách thỏa đáng. Hôm nay trong phòng bao đó, hẳn là không phú cũng quý. Tuy rằng bà có chút đồng tình với Khang Hân, thì một người trong đó cũng chọc không nổi. Cũng may, sau khi Khang Hân bất tỉnh, mấy gã khách đó liền đuổi chị ta ra ngoài. Nếu như còn tiếp tục hành hạ,
e rằng cả cái mạng cũng không còn. Đợi sau khi Khang Hân vào phòng y tế, má mì nói, Sơn Trà, đối phương nói muốn tìm một người đẫy đà, tạm thời chỉ còn lại một mình con thôi. Hứa Huệ Tranh cười khổ trong lòng, không phải là đối phương muốn một người đẫy đà, chỉ là má mì muốn đẩy cô vào đó thôi. Từ sau khi hơi mập lên tới nay, cô đã không còn mặc những bộ quần áo bó sát người nữa, chỉ làm lộ nhược điểm của cơ thể, cho nên hôm nay cô vẫn mặc một chiếc váy ngắn hơi thùng thình. Má mì nhìn thấy trang phục của cô cũng lười nói móc vài câu, sau cùng bà ta nói, mẫu đơn và hoa nhài đều ở trong đó, hầu hạ mấy cậu ấm kia cho tốt, cho dù con có bị đánh, má cũng không thể làm gì được. Huệ Tranh miễn cưỡng, cười một cái, Khang Hân cũng ứng phó không nổi đám khách cũ này, cô thật sự chẳng có chút lòng tin nào cả. Phòng bao vừa mở ra, tiếng ồn ào truyền đến dồn dập, bên trong khói mù dày đặc, ánh đèn mịt mờ. Hứa Huệ Tranh đứng ở cửa bày ra nụ cười công việc. Một gã đàn ông liếc về phía cô khinh khỉnh nói, ha, đi một em lại đến một em. Một tay gã ôm một cô gái, hai chân bắt lên đùi một cô khác. Ở góc độ này của Hứa Huệ Tranh nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy được đại khái thân hình của hắn ta, rất cao lớn. Qua đây nào cô em. Cả đàn ông đó ngoắt ngoắt tay với cô, ngả ngớn mà quá đáng. Cô yêu kiều rời bước qua đó. Sau khi nhìn thấy gương mặt của cô, gã kia mỉa mai nói, đưa cái loại hàng này tới đây, thật sự là muốn bị chơi tới chết hay sao? Nụ cười trên môi của cô không đổi. Khi cô đến gần mới phát hiện ra, gương mặt của hai cô gái kế bên gã đàn ông kia đều có vết bầm xanh. Trong lòng cô sợ run, ánh mắt đau thương của hoa nhài cách cô gần nhất trông thật đáng thương, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục bóp chân giúp gã. Tới đây nào, chơi quyền với anh nào. Gã ta đứng dậy, tay nắm thành quyền, lắc lắc cổ tay. Quyền thứ nhất 1 vạn, quyền thứ hai 2 vạn, cứ thế mà tính. Thử xem cô em tối nay có thể kiếm được bao nhiêu đây. Hứa Huệ Tranh sửng sốt, thấy cô đứng bất động, gã ta lại ra lệnh, đưa mặt đến đây. Không đợi cô phản ứng, quả đấm kia đã vung ra. Ngay lập tức cô văng ra xa 2 mét, khuôn mặt đau đến rúm gió, môi chỉ cần khẽ động cũng đau đến ứa nước mắt. Xúi quẩy, gã ta rất không vui. Khóc cái quái gì, cười cho anh một cái xem nào. Cả gương mặt của Hứa Huệ Tranh đều cứng ngắc, sao còn có thể cười nổi. Trước đây cô không nghe lời, không chịu tiếp khách, Vũ Ca đã đánh cô, nhưng sức lực khi đó còn xa mới có thể mạnh như gã bệnh hoạn trước mắt này. Gã ta đạp một cú lên vai cô, nắm lấy cằm cô, nhìn mặt cô đau đến méo mó. Gã ta dùng ngón tay chà lên vết thương của cô, cười thật nham hiểm. Cô em thế này cả 1 vạn cũng kiếm không được rồi. Sau đó gã ta vung một cái tát vào nửa gương mặt bên kia. Trong miệng của Hứa Huệ Tranh tràn ngập vị máu, cô cắn chặt môi dưới, cô nén cơn đau như xé kia. Đau không? Gã ta áp sát vào bên tai cô như vô cùng thân thiết, ngón tay cuốn lên gần cổ của cô. Hứa Huệ Tranh nhắm chặt mắt lại, một tiếng cũng không hé. Gã ta tỏ vẻ thích thú, ra sức bóp cổ cô. Đau không? Hả? Gã đàn ông đó là một tên điên. Những người vây xem trong phòng, chẳng có ai dám ngăn cản hành động của gã. Hứa Huệ Tranh cảm thấy mình có thể cứ như thế mà chết đi được. Vào lúc Hứa Huệ Tranh sắp ngạt thở tới nơi, gã đàn ông kia mới nới lỏng tay. Cô hổn hển hít lấy hít để không khí, kèm theo là trận ho không dứt. Gã nửa ngồi xổm xuống, nhìn vào gương mặt bầm dập của cô rồi cười ha hả. Trời vui không? Hứa Huệ Tranh không thể nói rõ cảm giác bây giờ là gì. Cơn đau từ trận ho như xé toạc hai má cô ra. Cổ họng cũng cháy rát đến khó chịu. Cả người của cô đều đang đau đớn. Thân thể cô co quắp, nằm nghiêng mình run lẩy bẩy trên mặt đất. Gã đứng dậy, xoay đầu nhìn bóng người trong góc, cười hỏi. Trung Định, con bé này chịu được bao lâu rồi? 1 phút rưỡi. Giọng nói đó mang theo sự châm biến. Gã huýt sáo, so với đứa ban nãy thì khá hơn có một chút xíu xiu. Là mày yếu sức rồi chăng? Trung Định tỉ mỉ nhìn đường cong của người đang nằm trên đất kia. Dáng lưng này thật sự là hơi giống Trần Thư Cần. Nhạp nhí. Khóe miệng gã sạch xuống phản đối. Tao đã ra tay mạnh lắm rồi. Đã cược thì chịu nhận thua, người anh em. Trung Định thu hồi ánh nhìn, bộ dáng uể oải. Hòa, thắng thua ở đâu ra? Gã đàn ông nhướng mày. Hay là tao bóp cổ nó thêm một chút nữa? Tùy mày, đừng để xảy ra án mạng là được. Trung Định cũng không quan tâm bóng người đáng thương đang nằm đấu lưng lại với hắn nữa. Hắn cầm lấy ly rượu, đổ vào miệng cô gái ngồi bên cạnh. Hứa Huệ Tranh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, không lên tiếng. Cho dù cô có van xin thì bọn chúng cũng sẽ không thay đổi ý định. Danh dự của cô, tính mạng của cô, trước mặt bọn chúng hoàn toàn vô nghĩa.
Cô đã sớm chết lặng. Mặt đất mặc dù trải thảm nhưng vẫn lạnh như băng, lại cộng thêm cơn đau khó chống chọi. Trong lòng cô thầm cầu cho nhã hứng của đám cậu ấm kia đừng quá cao. Gã đàn ông lật người cô lại, bàn tay đặt lên trên cổ cô, nụ cười mang theo vẻ bất cần đời. Cô em, lần này em phải cố gắng nhé, chịu đựng cho anh qua được 1 phút sẽ có thưởng lớn. Hứa Huệ Tranh cảm thấy mình chịu không nổi nữa. Ý thức của cô từ từ mờ nhạt. Cô chẳng còn biết tại sao mà cái mạng rẻ mạt này vẫn còn sống được cho đến bây giờ. Đúng rồi, cô muốn tích đức, cô muốn lên thiên đường. Thế giới này mạng sống nào càng thấp hèn thì lại càng kiên cường. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Hứa Huệ Tranh sau khi tỉnh lại. Cô cũng được đưa vào phòng y tế. Vết thương trên mặt đã được xử lý, cổ cũng đã được thoa thuốc mỡ. Ở giường kế bên, Khang Hân nằm thẳng băng, mắt nhìn lên trần nhà, nghe thấy tiếng ho khan nho nhỏ của Hứa Huệ Tranh, mắt Khang Hân khẽ nháy. Sơn Trà, sao cô lại vào nghề này? Giọng nói của chị ta vốn đã trầm thấp, hiện giờ cổ vì bị bóp nên lại càng khàn đục. Hứa Huệ Tranh cũng nhìn thẳng lên trần nhà, môi mấp máy. Lúc nhỏ em nói được 3 từ, cô lại bắt đầu ho khan. Khang Hân dường như đồng cảm với nỗi đau đớn kia, nên nói, bỏ đi. Sau này hẵng nói. Hứa Huệ Tranh kéo chăn lên một chút, cổ họng cô đau như lửa đốt, thật sự không tiện nói chuyện. Hai người im lặng một hồi thì má mì bước vào phòng. Bà hỏi thăm tình hình của Khang Hân trước, sau đó mới bước tới bên giường của Hứa Huệ Tranh. Lần này con cứ nghỉ ngơi cho tốt vào, con cũng không cần lo lắng về phí rượu nước của tháng này nữa. Các con sẽ được chia 1% trên hóa đơn của mấy vị thiếu gia kia. Hứa Huệ Tranh như chút bỏ được gánh nặng. Má mì thở dài một hơi tiếp tục nói. Bên Vũ ca, má sẽ giấu giúp con. Hứa Huệ Tranh càng thêm cảm kích, ít nhất thì cũng có thể cố qua được tháng này rồi. Cô nằm trong phòng y tế nghỉ ngơi 1 ngày, sau đó về căn hộ nhỏ của mình. Thời gian dưỡng thương, cô gần như không bước chân ra khỏi cửa. Đợi sau khi bà dì cả thân thích đi rồi, Hứa Huệ Tranh liền đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Làm cái nghề này, đối với chuyện phụ khoa phải cẩn thận. Mỗi tháng cô đều đi kiểm tra sức khỏe. Mới đầu cô cảm thấy rất mất mặt, cho nên cứ cách 1 tháng lại đổi một bệnh viện khác. Sau này do đã lười chạy khắp nơi, cho nên cô dứt khoát cố định luôn tại một bệnh viện. Tư tưởng của Hứa Huệ Tranh rất mâu thuẫn. Rất nhiều lần cô cảm thấy bản thân mình chết cũng chẳng có gì đáng tiếc, nhưng cô cũng rất quý trọng bản thân của mình. Nói trắng ra cô rất sợ chết. Khi thương tích của Hứa Huệ Tranh đỡ khá nhiều rồi, má mì gọi điện đến hối cô quay lại làm việc. Cô nhìn tờ lịch, 1 tháng mới lại bắt đầu. Điều đó có nghĩa là cô lại phải lo lắng về phí rượu nước. Hứa Huệ Tranh mặc áo lông thật dày, cô không dám vào bằng cửa chính nên chỉ có thể đi phía cửa phụ. Đợi sau khi thay xong trang phục làm việc, cô mới đi đến quầy bar. Nếu như trong đầu tháng cô có thể hoàn thành nhiệm vụ, thì những ngày kế tiếp sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Vì thế cô phải bán sức 1 lần. Hứa Huệ Tranh tìm được một người đàn ông 39 tuổi. Cô và gã trao đổi nửa tiếng đồng hồ, tính toán những khoản mà gã sẽ tiêu. Cô thấy dáng vẻ của gã không phải là người có tiền, nên cũng không dụ gã quá nhiều. Tới lúc thanh toán, mặt gã ta đỏ ứ lên như màu gan heo. Cô chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy. Khi hai người cùng đi về phía cửa hội sở, gã vẫn oán trách rượu mình uống quá mắc. Thế là gã liền ép giá Hứa Huệ Tranh. Hứa Huệ Tranh lắc lắc đầu. Giá của cô mắc hơn giá của đám lưu oanh ở bên ngoài, nhưng cô còn phải chia phần cho má mì. Nếu tính kỹ lại thì phần cô kiếm được thật sự rất ít. Gã ta nổi giận đùng đùng đẩy cô một cái. Đồ đê tiện, tiền rượu đó không phải tiền hả? Cái loại gái như mày mà cũng dám đòi hỏi giá 4 con số. Cô lảng choạng ngã về phía sau mấy bước, lại va phải một lồng ngực rất ấm áp. Cô gần như quay đầu lại ngay tức khắc. Cô nhớ đôi mắt này, tháng trước chúng đã thoáng ấm nóng rồi chợt lạnh ngắt trước mặt cô. Anh ta nở ra một nụ cười thân thiện với cô. Cô trở nên lúng túng. Những lời mắng chửi của gã đàn ông kia, chắc chàng trai ấm áp này đã nghe thấy hết. Sau khi qua cơn tức tối, gã đàn ông kia cũng chẳng còn cảm hứng chơi gái nữa. Tao về nhà với bà xã, ai thích thú cái loại như mày? Những người xung quanh nghe thấy lời này đều liếc nhìn Hứa Huệ Tranh. Những ánh mắt kia có khinh thường hoặc nhìn xoáy vào cô, cũng có loại cười trên nỗi đau của kẻ khác. Hứa Huệ Tranh cuốn chặt áo khoác ngoài lại, xoay người đi về phía quầy rượu. Cô chính là làm cái nghề này, mặt mũi cũng đã mất sạch từ lâu rồi. Người pha rượu thấy cô lại quay về thì tò mò hỏi. Cô cười cười,
không thỏa thuận được giá. Người pha rượu nhún nhún vai. Hứa Huệ Tranh quét mắt một lượt đến nơi đại sảnh hòa trộn giữa thanh và sắc này, sau đó dừng lại ở chỗ chàng trai ấm áp kia. Anh ta đang ngồi một mình trên ghế sofa, một bình rượu, một cái ly. Có mấy cô gái ăn mặc thiếu vải giễu qua trước mặt, anh ta tỏ vẻ như không nhìn thấy. Có một cô tiện thể ngồi xuống bên cạnh anh ta, ghé sát bên người anh ta rồi nói cái gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. Anh ta đáp lại một câu, sắc mặt cô gái bỗng chốc biến đổi, sau đó cô ta bỏ đi. Có thể anh ta xem thường những cô gái làm cái loại nghề này. Hứa Huệ Trai nghĩ như vậy. Cô dán mắt vào bình rượu trên bàn của người đó một lúc, sau đó nảy ra một cách. Cô lấy hết 120% dũng khí của mình, đi đến chiếc bàn kia. Chàng trai ấm áp đại khái cũng nhận ra cô, nhẹ nhẹ gật đầu ra hiệu với cô. Hứa Huệ Tranh ngồi xuống ở mép sofa, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh ta cũng không hỏi tại sao cô lại ngồi ở đấy, vẫn như cũ thưởng thức rượu của mình. Cô chỉ vào bình rượu của anh ta khách sáo hỏi, ngài còn tiếp tục gọi rượu chứ ạ? Âm nhạc rất ầm ĩ, thế nhưng anh ta lại nghe rất rõ những gì cô nói nên bèn gật gật đầu. Hứa Huệ Tranh mím môi, cân nhắc một chút rồi lại hỏi, nếu như ngài tiếp tục gọi rượu, có thể báo dưới số của tôi cho phục vụ biết được không? Cô biết đây là hành vi gian dối, nhưng rượu anh ta đang uống kia là loại đắt tiền. Nếu như có thể thuận tay đẩy thuyền thì thật sự là một chuyện tốt. Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt xoáy thẳng. Cô bị nhìn đến chột dạ. Nếu như không tiện, thế thì thôi vậy. Nói xong cô đứng dậy tính bỏ đi. Thế nhưng một câu nói của anh ta đã ngăn cô lại. Số của cô là số mấy? Cô lại ngồi xuống, nhìn anh ta với ánh mắt cảm kích. Số 47. Cờ chết, số này dễ nhớ. Quả thật là dễ nhớ. Hứa Huệ Tranh cười một tiếng. Cuộc đời của cô không phải một nước cờ chết hay sao? Cô thấy chàng trai ấm áp này tuy rằng quần áo bình thường, nhưng ngũ quan tuấn tú, khí chất thanh nhã, đoán chừng hẳn không phải là hạng người bình thường. Cô không dám tùy tiện đến bắt chuyện, không thể làm gì khác ngoài lặng lẽ ngồi một bên. Qua một lúc, cô tiến gần đến bên anh một chút, cách anh một chỗ ngồi. Thấy anh quay đầu nhìn mình, cô cuống quýt giải thích. Tôi ngồi quá xa thì bọn họ sẽ nghi ngờ. Anh ta không để ý nhiều, ánh mắt lại dừng trên sân khấu. Nhưng Tiêu Cự dường như lại ở một nơi xa xăm nào đó. Chàng trai ấm áp lại gọi thêm hai chai rượu. Lúc nhân viên phục vụ đi tới, nhìn thấy Hứa Huệ Tranh ở bên thì rất bất ngờ, không dám tin rằng cô có thể câu được loại khách thượng đẳng ưa nhìn thế này. Hứa Huệ Tranh thay đổi bộ dạng ngụy trang tốt nhất, ánh mắt cô nhìn về hướng anh chàng mềm mỏng đến độ chảy ra nước được. Ánh mắt này lại khiến cho anh chàng quay về với hiện thực. Nhân viên phục vụ vừa đi thì anh ta liền hỏi, cô chắc làm nghề đặc biệt. Biểu cảm của cô vẫn như cũ, sau đó mỉm cười. Đúng vậy. Anh đánh giá sơ sơ qua cô một chút. Giá qua đêm bao nhiêu? Hứa Huệ Tranh kinh ngạc nhìn anh. Thật ra, hôm nay tôi vừa thất tình. Mặt anh ta nhích gần lại. Giá thế nào? Cô hơi ngửa ra sau khẽ đáp. 1.000. Đồng ý. Mắt anh ta cong lên. Hứa Huệ Tranh không tính là quốc sắc thiên hương. Trong hội sở, những cô gái xinh đẹp hơn cô chỗ nào cũng có. Bình thường cô cũng chưa tiếp đãi qua loại khách có dáng vẻ tuấn tú như thế này, cho nên cô rất cẩn trọng. Cô theo sau lưng anh ta ra khỏi hội sở. Đi ra được một quãng, anh ta dừng chân lại, xoay đầu hỏi cô. Chúng ta đi đâu? Khách sạn hoặc là nhà tôi. Khăn quàng của Hứa Huệ Tranh che kín miệng cô, phát âm tương đối không rõ ràng. Vậy đến chỗ cô đi, tiết kiệm. Anh đứng tại chỗ, đợi cô dẫn đường. Nghe hai chữ sau cuối của anh ta, cô thấy buồn cười. Rượu vừa nãy anh ta gọi giá tiền đó đủ cho anh đi thuê phòng tổng thống cả mấy đêm. Hứa Huệ Tranh đưa anh ta về nhà hỏi. Vậy anh có cần phải tắm không? Được. Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ của cô. Đồ dùng trong nhà không nhiều, có thể coi là khá ngăn nắp. Cô lấy ra một bộ dụng cụ vệ sinh mới tinh, đưa cho anh ta, sau đó nhỏ tiếng nói. Lúc chiều tôi tắm qua rồi, nếu như anh thấy ngại tôi sẽ tắm thêm lần nữa. Tôi không ngại. Anh ta liếc mắt lên lầu 2, xoay người đi vào phòng tắm. Hứa Huệ Tranh chuẩn bị sẵn áo mưa đặt ở bên giường, một mình ngồi trên ghế đợi. Nhà cô không có đồ ngủ dành cho nam giới, cho nên anh ta trực tiếp cuốn khăn tắm đi ra ngoài. Cô nhìn thấy anh ta, bắt đầu tự cởi bỏ quần áo của mình, sau đó nói theo thói quen công việc. Độc long, băng hỏa, dây thừng đỏ, toàn bộ đều có thể làm được. Anh đột nhiên bật cười. Hứa Huệ Tranh đem áo len,
đồ lót giữ ấm bỏ hết lên sofa. Cô đảo mắt nhìn anh chàng. Bắt đầu chứ? Ánh mắt anh ta lướt trên cơ thể cô, khiến lòng cô dâng lên cảm giác tự ti. Hình thể của anh ta là kiểu vai rộng hông hẹp, còn cô thì chẳng phải loại trước lồi sau vảnh. Anh ta đánh giá một vòng, ánh mắt về lại trên mặt của cô. Không tẩy trang. Cô nhẹ gật đầu, tất cả đều không tẩy. Chẳng qua chỉ là quan hệ mua bán, sẽ chẳng thể nào có chuyện dùng mặt để tiếp xúc thân mật được, cho nên cô thà cứ làm việc với khuôn mặt trang điểm đậm đà rực rỡ này. Anh ta cũng không miễn cưỡng nói, tôi không cần phải phục vụ nguyên bộ. Hứa Huệ Chanh thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy cô nói là thế, nhưng thật ra bản thân cô còn chưa thử qua toàn bộ nữa. Trước kia cô cảm thấy những kiểu này cực kỳ buồn nôn. Cô cũng nói rõ với khách hàng là mình không cung cấp những mục này. Mấy tháng nay vì công việc làm ăn ế ẩm, cô sợ Vũ Ca tức giận, cho nên mới phải coi đây là mánh lưới. Có điều là khách hàng cũng đều nói là họ không chơi kiểu này, cho nên từ trước tới nay cô vẫn chưa từng thực chiến qua. Người đàn ông nhìn thấu tâm tình của cô cười nói, nếu đã không muốn làm những thứ này, vậy thì đừng nói ra chứ. Hứa Huệ Chanh cười mỉa mai. Khách hàng là thượng đế mà. Anh ta đi từ chính giữa phòng khách đến nhìn rèm cửa sổ lầu trên. Đi lên đó. Cô nhìn theo ánh mắt của anh ta vội vàng lắc đầu. Cô chỉ vào chiếc giường kế bên. Làm ở chỗ này thôi. Anh ta ngược lại càng thêm tò mò về căn phòng nhỏ ở bên trên. Không phải khách hàng là thượng đế sao? Nhưng trên đó chưa dọn dẹp, bừa bãi lắm. Không sao hết. Nơi hoang dã lại càng hứng thú. Mặc dù anh ta nói loại lời lẽ đó, nhưng nét cười vẫn rất ôn hòa. Hứa Huệ Chanh luống cuống. Trước đây, cô cũng từng gặp qua khách hàng không thích giường đẩy, nhưng chưa từng có người muốn lên lầu 2. Dù sao thì cô cũng dọn dẹp phòng khách khá sạch sẽ. Hầu hết khách hàng đều bằng lòng hành sự ở chỗ này. Cô chỉ có thể nhấn mạnh. Chỗ đó thật sự rất bừa bãi mà. Tôi nói không sao hết. Trong khi nói chuyện, anh ta đã tính đi về phía cầu thang. Cô lập tức tiến lên cản anh ta lại, giọng nói hơi sốt ruột. Vị tiên sinh này, tôi chỉ làm việc trên chiếc giường này thôi. Anh ta cúi đầu nhìn cánh tay mà cô đang kéo. Phía trên kia có thứ gì không thể cho người khác thấy à? Đó là chỗ riêng tư của tôi. Hai cánh tay của Hứa Huệ Chanh túm chặt lấy tay của anh ta. Cô muốn cương quyết lên, nhưng lại nhớ tới tối nay anh ta đã giúp cô hoàn thành nhiệm vụ phí rượu nước, nên khí thế lại xẹp xuống. Anh ta cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô một hồi, sau đó mới dùng cánh tay còn lại tách tay của cô ra. Được rồi, tôi không lên đó nữa là được. Cô tự giác buông anh ta ra, trở về đề tài chính. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Anh ta khựng lại một chút lắc đầu. Hiện tôi hết hứng rồi. Hứa Huệ Chanh kinh ngạc. Anh ta cười cười giấu đi thương cảm. Tôi tưởng có thể mượn chuyện này để quên đi bạn gái, nhưng khi thật sự đến giây phút này thì lại không thể. Cô đã hiểu, bèn nhặt đồ lót giữ ấm lên. Trong lòng cô có chút vui mừng. Đại khái vì cô cảm thấy anh ta hẳn là một người đàn ông giữ mình trong sạch, và anh đã không làm cô thất vọng. Hứa Huệ Chanh mặc lại quần áo của mình, thấy anh ta không hề cử động thì có chút ngờ vực. Tiên sinh. Anh ta bất đắc dĩ. Quần áo của tôi bẩn hết rồi. Nhưng chỗ tôi không có quần áo của nam giới. Anh ta lùa tóc. Vậy đi, tối nay tôi ở đây một đêm được không? Hả? Cô lại càng kinh ngạc. Phí qua đêm tôi sẽ theo đó mà trả. Không, trả cho cô gấp 10 lần. Tôi gọi điện thoại để cửa hàng sáng mai đưa một bộ quần áo tới đây. Hứa Huệ Chanh nhìn lồng ngực trần của anh ta. Tuy rằng trong phòng mở máy sưởi, nhưng vẫn còn lâu mới bằng được cái ấm áp của mùa hè. Nếu như không vận động, anh ta cứ thế này sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Cô nhìn anh, do dự vài giây sau đó gật đầu đồng ý. Cảm ơn cô. Anh ta chân thành nói tiếng cảm ơn, sau đó vào phòng tắm thu nhặt quần áo cũ của mình đem ra ngoài. Vậy, anh ở đây nghỉ ngơi, tôi lên lầu. Giờ cô đã ăn mặc chỉnh tề. Anh ta mỉm cười gật đầu. Hứa Huệ Chanh lên lầu khóa cửa, sau đó vào phòng tắm tẩy trang, tắm rửa. Lúc mặc đồ ngủ bằng vải bông nằm trên giường, cô nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ nhìn trộm phòng khách ở lầu dưới. Người đàn ông kia đã tắt đèn, đợi khi cô thích ứng với bóng tối. Cô lờ mờ thấy được hình dáng của anh ta. Trước đây, cô cũng có tiếp qua những mối làm ăn chỉ đến nói chuyện phiếm, nhưng họ đều là những cậu sinh viên đồng tính. Người đàn ông này không biết là coi khinh cái loại nhan sắc như cô, hay là anh ta thật sự đối với bạn gái là một lòng chung tình. Cô thà tin vào phía sau. Thế giới mà cô đang sống thật sự quá tối tăm rồi. Lòng cô khát khao sự tinh lọc của những câu chuyện cổ tích.
Hứa Huệ Tranh kéo rèm cửa sổ lại. Ngủ ngon, tiên sinh ấm áp. Tối đó, Hứa Huệ Tranh ngủ rất sâu. Hôm sau, động tác đầu tiên của cô sau khi tỉnh giấc chính là vén rèm cửa sổ. Thế nhưng lại phát hiện ra, tiên sinh ấm áp đã không còn trên giường nữa. Cô ló cả đầu ra để nhìn. Nhưng trong phòng khách, không hề thấy bóng dáng của anh. Trong lòng cô lột bột, đột nhiên cô sợ không biết anh ta có ý đồ khác hay không. Cô vội vàng mặc quần áo đi xuống lầu, quả nhiên là không có người, quần áo cũ của anh ta cũng đã biến mất. Quét mắt nhìn một vòng, cô phát hiện trên bàn uống trà trong phòng khách có một xấp tiền. Đi lên phía trước, cô thấy phía dưới có một tờ giấy. Cảm ơn vì đã cho ngủ lại. Ngoài ra, con gái một mình ở nhà không thể không có tâm phòng bị người khác. Chữ viết của anh mạnh mẽ có lực, không giống với phong cách của anh lắm. Hứa Huệ Tranh nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên, áp vào ngực của mình. Phòng của cô có còi báo động, nếu như thật sự gặp phải cướp, chỉ cần một chút là sẽ có bọn chân tay tới ngay. Tối qua, cô thuần túy tin tưởng anh ta. Vẫn may, cô không tin lầm người. Đã nhiều năm rồi không có người quan tâm đến cô đã quên mất bản thân cũng đã từng có người thương yêu mình. Cho đến khi có một giọt nước rơi xuống tờ giấy kia, cô mới bừng tỉnh lại. Cô tùy tiện lau mắt, sau đó nắm lấy tờ giấy, chạy bước nhỏ lên trên lầu. Cô có một chiếc hộp để đồ nhỏ, bên trong có báu vật của cô. Bây giờ cô quyết định đặt tờ giấy đó vào trong hộp. Đây là sự cảm động mà một người lạ cho cô sẽ trân trọng nó thật tốt. Hôm nay Hứa Huệ Tranh đến hội sở làm việc, má mì cười đến không khép miệng lại được. Cứ khen Hứa Huệ Tranh đã ra đòn sát thủ rồi, mới có một đêm mà đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Cũng do vận khí tốt thôi ạ. Hứa Huệ Tranh khiêm tốn trả lời, cuối cùng thì cô cũng có thể có một tháng an nhàn. Vốn sau khi má mì khen mấy câu xong là liền xong chuyện, nhưng có vài người đi đâm chọc, nói Hứa Huệ Tranh nửa đường cướp khách bên cạnh. Trước đó đã có người khác đang tiếp đãi vị khách đó rồi. Hứa Huệ Tranh lập tức phản bác, nói người phụ nữ đó mới nói được một câu đã bỏ đi mất, vốn là chẳng dính chút gì đến phí rượu nước của vị khách kia. Má mì nghe xong, lông mày lá liễu nhướng cao. Vậy anh ta báo số hiệu phục vụ của ai? Những người đó lập tức im bặt. Toàn bộ hóa đơn đều có một số hiệu 47. Má mì vừa nghĩ thì đã biết nguyên do bên trong. Bà lạnh lùng nói, chi phí tiêu xài của khách hàng là do bản lĩnh của mỗi người. Khách thích số hiệu nào không phải do mấy cô ra sức đi đào hay sao? Sau này mấy chuyện này đừng có phiền đến tôi nữa. Giáo huấn xong, mọi người top 5 top 3 đi ra ngoài. Khang Hân âm thầm dựng ngón tay cái lên với Hứa Huệ Tranh. Hứa Huệ Tranh cúi đầu mỉm cười. Cô và Khang Hân trước đây không thể nói là thâm giao. Nhưng sau chuyện lũ bệnh hoạn đó, thái độ của Khang Hân đã hòa hoãn nhiều. Suy nghĩ cẩn thận một chút, hình như từ sau khi gặp được tiên sinh ấm áp đó thì đã có nhiều chuyện tốt xảy ra. Cô càng nghĩ càng vui vẻ. Ngày đầu của tháng mới đã hoàn thành nhiệm vụ. Thật chưa từng thử qua. Tiên sinh ấm áp còn để lại cho cô 10.000 đồng, tiền cả 10 mối khách của cô. Hơn nữa, số tiền này bên Vũ Ca cũng không biết. Cho nên, cô có thể chỉ chia cho má mì phần phí của một mối khách. Hứa Huệ Tranh vừa suy nghĩ, vừa đi qua hành lang. Đi về phía cô là một người đàn ông, gã đang lôi kéo một cô gái. Hứa Huệ Tranh ngẩng đầu, sau đó thì sững người. Là gã bệnh hoạn hôm đó đã đánh cô, bóp cổ cô lại cúi thấp đầu. Gã đàn ông đó và cô nàng kia đang tán tỉnh nhau, không chú ý đến Hứa Huệ Tranh. Thật ra cho dù gã có nhìn thấy cô thì cũng không nhận ra cô được. Gã qua lại với nhiều phụ nữ như vậy, làm sao có thể nhớ từng người một được chứ? Hứa Huệ Tranh và gã đi lướt qua nhau thật gần. Cô rất khẩn trương, chỉ sợ gã bệnh hoạn đó lại tóm lấy cô mà đánh đập. Đợi sau khi rẽ qua hành lang khác, cô quay đầu lại nhìn bóng lưng của gã ta. Nhớ kỹ lấy gã, lần sau từ xa nhìn thấy gã thì phải nhanh chóng tránh đi. Hứa Huệ Tranh được sắp xếp đến ghế lô của một phú thương. Ông ta đang bàn chuyện làm ăn với một khách hàng. Cô dựa vào bên cạnh phú thương, tươi cười ngọt ngào. Vị khách kia nói giọng quốc ngữ cứng ngắc, không biết là người nước nào ở châu Á. Sau đó gã bật ra vài từ. Hứa Huệ Tranh nghe ra, hẳn là người Nhật. Gã người Nhật trong vòng vây của mấy cô gái, sớm đã hồn vía lên mây. Mới vừa thỏa thuận số tiền của hợp đồng thì đã tóm lấy cô gái gần nhất. Sờ trên mỏ dưới, sau đó nhét mấy tờ tiền vào áo ngực của cô ta. Cô ta cười đến xinh đẹp động lòng. Gã phú thương tỉ mỉ nhìn hợp đồng một chút, sau đó thỏa mãn gật đầu. Gã chỉ thị cho thuộc hạ sắp xếp cẩn thận, rồi ôm lấy Hứa Huệ Tranh, ha ha cười lớn. Đúng là phải cảm ơn đám tiểu mỹ nhân mấy cưng rồi.
Hứa Huệ Tranh cũng cười, gương mặt trang điểm đẹp đẽ dưới ánh đèn lúc mờ lúc tỏ. Nếu như gã phú thương ra tay hào phóng, có lẽ tháng này cô chẳng cần lo đến chuyện khách hàng nữa. Gã người Nhật đã gấp đến không thể đợi nữa, sờ soạng một hồi liền hỏi phú thương đã chuẩn bị xong phòng chưa. Phú thương gật đầu lia lịa, sau đó ôm lấy Hứa Huệ Tranh, muốn đưa gã người Nhật cùng đi. Thang máy trong sảnh rất kỳ quái, có cái thang máy đợi cả nửa ngày trời cũng không chịu mở ra, cho nên chỉ còn có thể sử dụng một bên. Vì không thể lên ngay lập tức, gã người Nhật đợi đến nôn nóng cả lên, chửi liên hồi mấy câu tiếng Nhật. Hứa Huệ Tranh liếc mắt nhìn đũng quần của gã, rõ ràng là đã ngóc đầu. Phú thương và thuộc hạ trao đổi ánh mắt, hàm ý khinh thường gã người Nhật. Hứa Huệ Tranh vẫn cười dựa vào gã phú thương, thật ra chẳng có thằng chơi gái nào cao quý hơn thằng nào cả. Những người chờ thang máy từ từ tăng thêm, mà thang máy thì vẫn không chịu mở ra. Khách dần trở nên nóng nảy, liền kêu phục vụ tới. Phục vụ nịnh nọt nói xin lỗi mọi người, sau đó dẫn mọi người đi đến sảnh chờ thang máy khác. Lời của hắn vừa dứt thì cửa thang máy lại mở ra. Bên trong, một người đàn ông đang đè lên một người phụ nữ. Gã đàn ông quỳ xuống đưa lưng về phía mọi người. Người phụ nữ vòng cặp đùi trắng nõn quanh eo lưng của hắn. Mọi người náo động. Hứa Huệ Tranh nhận ra bóng lưng này chính là gã bệnh hoạn đó. Hứa Huệ Tranh cảm thấy cái nghề của mình thuộc loại đồi phong bại tục, nên tránh ở những nơi công cộng được thì cứ nên tránh. Thế nhưng cũng không thiếu mấy gã khách thích tìm kiếm cái loại khoái cảm phô ra cho mọi người nhìn vào. Ví dụ như tên bệnh hoạn ở trước mắt này, giữa ánh đèn sáng trưng thế này, gã vẫn có thể thản nhiên như thường. Gã ta tùy tiện chỉnh lại khóa kéo quần của mình, đẩy người phụ nữ ra rồi đứng dậy, sau đó xoay người đi ra khỏi thang máy. Trên trán gã, mồ hôi vẫn còn chảy dài xuống, trong đôi mắt dục vọng vẫn còn mịt mờ. Người phụ nữ lúng túng vơ lấy quần áo ở bên cạnh, che đậy phía trên phía dưới, rồi cũng chạy thật nhanh ra ngoài. Hứa Huệ Tranh khẽ dựa vào gã phú thương, cô muốn đẩy gã ta đưa mình đi khỏi đây. Nhưng sau khi phú thương trông thấy gã đàn ông kia, thì lại thì thầm to nhỏ gì đó với thuộc hạ của mình. Hứa Huệ Tranh không nghe được rõ ràng lắm, cô chỉ láng máng biết rằng so với tên phú thương này thì lai lịch của gã bệnh hoạn kia còn ghê gớm hơn nhiều. Cô không dám nhìn về phía gã ta và xoay đầu để cúi thấp xuống. Gã ta đi về một hướng khác. Cô thở hắt ra một hơi. Tên Nhật Bản nhìn hết màn xuân cung sống động này thì lại càng không nhịn được. Gã vội vàng bước vào cái thang máy vừa mới xảy ra trận đại chiến, ngoắc tay để tên phú thương cùng đi vào theo. Phú thương vẫy vẫy tay, cười cười cùng thuộc hạ đi vào. Những người đợi thang máy khi nãy cũng ầm ầm kéo nhau vào theo. Ngay lúc Hứa Huệ Tranh sắp bước vào buồng thang máy, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng thét chói tai cách đó không xa. Theo bản năng, cô nhìn về phía phát ra tiếng thét kia, sau đó thì cứng người lại. Gã bệnh hoạn kia đang bóp cổ Khang Hân, cười nói gì đó. Vẻ mặt của Khang Hân nhăn nhó, ra sức đánh lên tay của gã ta, gương mặt vì ngạt thở đã đỏ bừng cả lên. Bên cạnh có một người phục vụ không biết làm gì cho phải, liên tục cúi rạp người với gã ta. Hứa Huệ Tranh có thể hiểu được cảm giác sợ hãi khi tất cả dưỡng khí như đều sắp rời bỏ cơ thể của mình, nhưng cô không thể giúp gì cho Khang Hân cả. Xã hội này vốn không phải dựa vào sự đồng tình để giành được thắng lợi. Giống như lúc Vũ Ca đánh cô có thể nhìn thấy ánh mắt thương hại của người khác, nhưng lại không có được bất kỳ sự giúp đỡ nào, bởi vì tất cả mọi người đều không thể ra tay. Loại người hạ tiện như các cô, mạng sống như cỏ rác, Hứa Huệ Tranh đã sớm chết lặng rồi. Cô bước vào thang máy cuối cùng, sau đó một tiếng chuông báo hiệu quá tải vang lên. Cô thụt lùi về sau ngay lập tức, cười cười với tên phú thương. Em đợi chuyến sau. Tên phú thương gật đầu. Hứa Huệ Tranh đứng ở sảnh chờ thang máy, nhưng sự chú ý lại rời qua bên Khang Hân. Khang Hân đã không còn lên tiếng nữa, bên đó mơ hồ truyền đến tiếng van xin của nhân viên phục vụ. Hứa Huệ Tranh nhắm mắt lại, nhưng 3 giây sau, cô lại mở mắt ra nhìn về phía hành lang. Khang Hân đã không còn dãy giụa nữa, chị ta buông thõng hai tay, giống như đã mặc cho gã ta muốn làm gì thì làm. Hình như gã ta cảm thấy không vui, nên thả tay ra. Khang Hân thuận theo vách tường từ từ trượt xuống, sau đó nằm bẹp trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Gã ta đã hài lòng, một tay nhét túi khinh miệt nhìn nhân viên phục vụ thêm lần nữa, sau đó thì xoay người bỏ đi. Hứa Huệ Tranh nhìn bóng lưng của gã, sau khi kịp phản ứng thì vội vàng chạy qua bên đó đỡ Khang Hân dậy, dùng ngón trỏ thăm dò hơi thở của chị. Sau đó, thấp giọng gọi người phục vụ đang đờ người ra, nhanh, kêu bác sĩ qua đây đi. Gã đàn ông cũng không đi xa lắm, nghe thấy tiếng động gã gừng chân quay đầu lại, thoáng cái, gã đã nhớ ra Hứa Huệ Tranh.
Ở bên đó, sau khi nhìn Hứa Huệ Tranh khó khăn nâng Khang Hân dậy, gã đột nhiên nảy ra một ý. Cô ta chính là người tháng trước đã khiến gã thua mất một món tiền lớn, cô ả 1 phút rưỡi. Gã móc điện thoại ra, gọi một cú điện thoại. Sau khi bên kia bắt máy, nụ cười trên mặt gã càng thâm hiểm, càng hứng thú. Trùng định, tao tìm được người để đánh cuộc với mày rồi. Lần này, sau khi Khang Hân tỉnh lại, tinh thần rất suy sụp. Má Mì cũng đến thăm nom, Khang Hân chỉ qua loa cho xong chuyện. Má Mì an ủi vài câu thì ra ngoài, lúc sắp đi có nói, má cũng từng phải chịu đựng như thế. Thật ra đạo lý này Khang Hân cũng biết, nhưng cô cảm thấy bản thân mình không thuộc đẳng cấp của má Mì. Hứa Huệ Tranh nói lời xin lỗi trước tiên vì sự lạnh nhạt của cô trước đó. Khang Hân lắc lắc đầu, giọng khàn đặc. Nếu như tôi là cô, tôi cũng khoanh tay đứng nhìn. Đây chính là bất đắc dĩ, cho dù có ra mặt thì cũng phải biết tự lượng sức. Sau này chị cứ phải cách gã đàn ông kia xa một chút, chúng ta chọc không nổi đâu. Hứa Huệ Tranh chỉ có thể khuyên như vậy, bọn họ chỉ là con ong cái kiến, không thể nào chống đối lại bọn nhà giàu quyền thế được. Khang Hân thở dài một hơi, sau đó cũng không nói gì nữa. Hứa Huệ Tranh không biết nói gì tiếp nên cũng im lặng. Cô và Khang Hân cũng không thể xem là bạn bè, nhiều nhất chỉ là quan hệ người cùng bị nạn, đồng bệnh tương lân. Hơn nữa cô không biết phải an ủi như thế nào. Hứa Huệ Tranh ngồi một chút rồi trở về. Cô vẫn phải tiếp tục công việc. Vì chuyện của Khang Hân mà làm cô trễ nải chuyện gã phụ thương kia nên bị quản lý tầng phạt nặng. Cứ tưởng rằng nhiệm vụ của tháng này đã được giải quyết nhanh chóng, kết quả bây giờ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Cô thở dài một hơi, loại người như cô làm sao mà có lúc lại gặp vận đỏ được chứ. Lúc trước thật sự là vui mừng quá sớm rồi. Chuyện tiếp theo càng hiến Hứa Huệ Tranh cảm thấy ông trời thật sự là muốn đuổi cô vào đường chết. Tối nay, khi cô vừa đến hội sở thì má Mì đã đưa đến gặp một người khách quý. Hứa Huệ Tranh càng đi đến gần phòng bao thì lại càng bất an. Má Mì, người khách đó là ai vậy? Gặp thì biết thôi mà. Má Mì cũng không quay đầu lại. Đối phương là nhân vật lớn, còn chăm sóc cho cẩn thận vào. Hứa Huệ Tranh nắm chặt nắm tay lại, cúi đầu đi theo vào phòng bao. Gã đàn ông trong phòng bao vừa nhìn thấy cô thì đã nhếch miệng cười. Không sai, chính là cô ta. Má Mì cúi người nịnh nọt vài câu rồi ra ngoài. Hứa Huệ Tranh nhìn thấy người đàn ông đó, cô điều chỉnh vẻ mặt, cố gắng nặn ra nụ cười. Gã ngoắc tay với cô. Qua chỗ anh đây ngồi. Cô từ từ đi qua, trong lòng tựa như sóng nước gầm gào. Cô cảm thấy gã chắc không phải muốn cô vì chuyện giường chiếu bình thường. Khi khoảng cách giữa cô và gã chỉ còn 1 mét, gã liền nghiêng người kéo cô. Cô xém tí nữa thì đụng vào cạnh ghế sofa. Sau khi đứng vững lại, cô ngồi xuống bên cạnh gã. Gã hất cằm của cô lên, nhìn chưa đến 3 giây đã buông ra. Phí qua đêm của cưng là bao nhiêu? 3.000. Không biết tại sao cô lại đột nhiên nâng giá của mình lên. Nói xong cô mới ý thức được rằng cái giá này đối với gã đàn ông trước mặt thật ít ỏi biết bao. Quả nhiên gã ta cười, thật là rẻ mạt. Cô cũng cười. Theo anh 3 ngày, cho cưng 20 vạn. Gã xoắn một lọn tóc của cô chơi đùa, thái độ cực kỳ khinh miệt. Con số này thoáng lóe lên trong đầu Hứa Huệ Tranh. 20 vạn, theo giá thị trường hiện tại của cô, tối thiểu cô phải làm việc trong 1 năm trời mới kiếm được nhiều như vậy. Nhưng cô nhớ lại mấy lần đối mặt với gã ta, e rằng 3 ngày này sẽ cực kỳ khó khăn đây. 1 năm và 3 ngày, nếu như cô chọn ghế trước, vậy cũng không phải trong vòng 1 năm cô sẽ không gặp phải mấy gã khách khó chịu. Còn 3 ngày, cắn chặt răng lại rồi cũng sẽ qua thôi. Dòng suy nghĩ của cô cứ lững lờ như thế, nhưng cô cũng hiểu rõ, cô vốn không có quyền lựa chọn. Gã đàn ông này là dùng câu trần thuật, không phải là câu nghi vấn. Nụ cười của cô phai đi một chút. Cảm ơn. Gã đàn ông đưa Hứa Huệ Tranh ra khỏi hội sở. Má Mì cười đến rạng rỡ như hoa, ở đó lấy lòng. Kiều tiên sinh đi thong thả. Hứa Huệ Tranh mặc chiếc váy liền mặc lúc làm việc, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo khoác phao. Cô lạnh đến run lập cập, chỉ mong vị Kiều tiên sinh này có thể mau chóng lên xe. Kiều Lăng liếc nhìn nụ cười cứng ngắc của Hứa Huệ Tranh, rồi trượt xuống đôi bắp đùi chống hoác của cô. Gã cố ý đứng ở nơi cửa lớn gió lạnh thổi ào ào gọi điện thoại. Nói xong một cuộc điện thoại chẳng chút ý nghĩa gì, gã mới cất bước đi về phía xe. Hứa Huệ Tranh lặng lẽ đi theo phía sau, bước đi rất chậm chạp. Đôi chân của cô sắp bị đông cứng lại rồi. Sau khi lên xe, ngón chân của cô cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Kiều Lăng ngồi ở ghế sau, dặn dò nơi đến với tài xế. Dựa theo quy tắc nghề nghiệp, đáng lẽ
Hứa Huệ Chanh nên như con chim nhỏ nép vào người để cùng khách bè vãn, nhưng cả người cô đều lạnh như băng. Cô sợ nếu mình đến gần thì sẽ làm cho gã đàn ông bên cạnh bị lạnh. Kiều Lăng chủ động kéo cô qua cười nham hiểm. Anh đây đã ra cái giá rất cao, cưng phải ra hết sức đó. Cô ngẩng đầu hé miệng cười. Đây là điều đương nhiên, em sẽ phục vụ nguyên bộ cho ngài. Kiều Lăng còn muốn nói gì đó, nhưng có một cuộc điện tới cho nên thôi. Gã mở máy liền hỏi. Lại chuyện gì nữa? Đầu bên kia không biết nói gì đó, gã rủa thầm. Không phải là nói ngày mai sao? Đến sát giờ rồi mà mày còn đổi thời gian thế này. Vậy đêm xuân của mấy anh em vứt luôn à? Gã cau mày nghe bên kia nói chuyện, sau đó nhìn nhìn đồng hồ rồi trả lời. Bây giờ là 9 giờ rưỡi, vậy 11 giờ thì thế nào? Sau khi cúp điện thoại, Kiều Lăng kêu tài xế đi chỗ khác. Sau đó gã quay đầu nhìn Hứa Huệ Chanh, cười thật nham hiểm. Ngày mai mới đi theo anh phục vụ nguyên bộ, bây giờ đưa cô em đến chỗ này trước đã. Hứa Huệ Chanh có dự cảm không tốt, nhưng cũng không dám biểu lộ quá mức. Kiều Lăng tiếp tục nói, lần trước cưng để Trung Định thắng được một chiếc xe, chắc nó thích cưng lắm. Trừ cười ra, cô chẳng biết còn có thể làm gì. Cái tên Trung Định, lần trước bị đánh cô đã nghe qua rồi, nhưng cô không trông thấy gương mặt của hắn ta. Có thể làm bạn với biến thái, chắc cũng là biến thái thôi. Cho nên cô không dám kỳ vọng cái sự thích của Trung Định có cái nghĩa như mọi người vẫn hiểu. Xe cuối cùng cũng dừng ở trước một căn biệt thự. Sau khi Hứa Huệ Chanh xuống xe lại run cầm cập một chặp. Cô vốn muốn vào trong nhà nhanh một chút, nhưng Kiều Lăng lại dẫn cô đi ra ngoài cửa. Gã còn giả vờ trưng ra cái bộ dạng tốt bụng. Tối nay, chúng ta tụ họp ở ngoài trời. Mặt của Hứa Huệ Chanh đã trắng bệch. Cô nghi ngờ tên đàn ông này là cố ý. Chỗ này bốn bề trống trải mà ban đêm trời lại càng lạnh lẽo hơn. Quần áo của cô quả thực chẳng thể chống đỡ. Cô nửa nói đùa. Kiều tiên sinh, có thể để cho em ấm lên một chút không? Anh thích ngắm đùi của con gái. Tay của gã sờ sờ lên đùi cô. Nếu như anh không thích rồi, vậy thì phải trừ tiền. Cô đành phải cười gượng. Giọng nói của Kiều Lăng càng trầm thấp hơn. Cứ trừ rồi trừ, sẽ trừ hết sạch. Hứa Huệ Chanh cho dù có vạn bất đắc dĩ thì cũng phải cố nặn ra nụ cười cầu hòa. Đừng nói ba ngày, chỉ cần thời tiết đại hàn như vậy, có khi ngay cả một đêm cô cũng không chịu đựng được. Nơi tụ họp là một quảng trường nhỏ, ánh đèn rực rỡ, khung cảnh bố trí cực kỳ lộng lẫy. Lúc hai người đến thì thời gian vẫn còn sớm, mới chỉ có 3-4 người ở đó. Kiều Lăng đi lên trước chào hỏi bọn họ, hàn huyên cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Hứa Huệ Chanh. Hứa Huệ Chanh cúi đầu co rút cơ thể, cắn răng chống lại giá lạnh. Qua một lúc, có một người đàn ông đi về phía bọn họ, Kiều Lăng gọi một tiếng. Trung Định! Mà xui quỷ khiến, Hứa Huệ Chanh ngẩng đầu nhìn qua, sau đó cả người cô đều giật mình run bắn. Bình thường, Hứa Huệ Chanh không nhớ rõ được tướng mạo của khách hàng, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, trả xong tiền rồi thì chẳng ai nợ ai nữa, nhưng cô vẫn có ấn tượng với vị tiên sinh ấm áp đó. Lúc đó Hứa Huệ Chanh như đã quên mất giá lạnh, đứng đó nhìn chằm chằm vào Trung Định đang đi tới. Nhưng khi khoảng cách của cả hai càng lúc càng thu hẹp, cô lại cảm thấy mất mát. Người đàn ông này không phải là tiên sinh ấm áp, chỉ là tướng mạo giống mà thôi. Cả người của tiên sinh ấm áp đều tỏa ra sự ôn hòa của vầng mặt trời, còn khí chất của Trung Định lại là loại tùy tiện quá đáng. Cô nhíu mày. Trung Định liếc cô một cái rồi lướt qua, khóe miệng nhếch lên cười nhìn Kiều Lăng. Người được chọn của mày đấy. Không nhớ cô ta à? Kiều Lăng nhướng mày, tóm lấy bả vai của Hứa Huệ Chanh. Đây là cô tiểu thư 1 phút rưỡi đó. Trung Định hừ nhẹ. Để chờ xem sao. Ít nhất thì tao phải thắng được chiếc xe của tao về đã. Giọng điệu của Kiều Lăng đúng là đặc biệt để ý đến chiếc xe đó. Hứa Huệ Chanh nghe ra được hai gã lại đánh cược, tâm tình đã rối loạn. Có lẽ Kiều Lăng bao cô 3 ngày chính là có liên quan đến thú chơi của loại người có tiền này, mà phương thức của trò chơi hẳn là có tính chất ác liệt. Buổi gặp gỡ này, đám người đàn ông và phụ nữ cứ lục tục kéo vào. Kiều Lăng ném Hứa Huệ Chanh qua một bên, đi thân mật thắm thiết với mỹ nhân khác. Tuy rằng gã ta đưa Hứa Huệ Chanh tới đây, nhưng loại hình như Hứa Huệ Chanh không phải là sở thích của gã. Hứa Huệ Chanh tìm một góc khuất gió để đứng, thỉnh thoảng lại dùng đôi bàn tay ma sát đôi chân lạch băng của mình. Quần áo của những người phụ nữ khác đều có trang bị chống rét. Đối với 3 ngày sắp tới, Hứa Huệ Chanh càng ngày càng tuyệt vọng. Cô thậm chí cầu nguyện gã Kiều Lăng đang vùi mình trong đám phụ nữ kia giờ phút đó đã quên mất cô rồi. Cô thất thần nhìn về một điểm ở phía trước, lòng rối như tơ vò. Sau khi trở về thực tại, cô chớp chớp mắt lại nhìn thấy Trung Định. Hắn nghiêng người dựa vào lưng sofa,
đang nói điện thoại, một bàn tay đang ẩn dưới váy cô gái bên cạnh. Mà vẻ mặt của cô gái kia, Hứa Huệ Tranh rất quen thuộc, chính là vẻ dịu hiền giả tạo. Thoạt nhìn so với Kiều Lăng thì Trung Định bình thường hơn nhiều, ít nhất người phụ nữ của hắn không có thương tích chồng chất. Nhưng không biết tại sao, Hứa Huệ Tranh lại cảm thấy sự đáng sợ của Trung Định cũng chẳng kém cạnh Kiều Lăng. Trung Định cảm nhận được gì đó, trong phút chốc hắn đưa mắt nhìn về phía cô. Vì ánh nhìn trực diện kia, Hứa Huệ Tranh dùng mình một cái, chỉ có thể cúi đầu né tránh. Cô giúp ở chỗ này, chỉ mong sao đừng ai nhìn về phía mình. Đám đàn ông phụ nữ kia có vài người ăn bận gọn gẽ, nhưng lại làm những chuyện mờ ám, cũng một việc như thế thôi. Hứa Huệ Tranh đứng dưới ánh đèn lờ mờ, từ góc độ của Trung Định nhìn qua, gương mặt của cô chỉ mờ mờ tỏ tỏ. Sau đó hắn rời tầm mắt đi, ngón tay vẫn vùi sâu tại nơi mẫn cảm của cô gái bên cạnh. Đến khi điện thoại kết thúc, hắn rút ngón tay ra, dính nhớp toàn thứ chất dịch trong suốt. Hắn vừa lau tay lên quần áo của người phụ nữ, vừa cười nói, đợi lát nữa thắng một trận cho anh, sau này anh sẽ luôn thương cưng. Nụ cười của cô gái vẫn như cũ, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia kháng cự. Hắn nâng cằm của cô ta lên, chăm chú nhìn vào cô như bị mê hoặc. Nhìn xem, đôi mắt này đẹp biết bao, cảm xúc chân thật đều nằm trong đó cả. Cô gái hoảng hốt mở to đôi mắt. Hắn dùng ngón tay cái ấn lên mí mắt của cô ta, nụ cười bên khóe miệng càng thêm quái dị. Đẹp quá, anh thật là muốn khoét chúng ra. Vào cái lúc mà chúng đẹp đẽ giường này, cô gái sợ đến mức dùng hết sức để đẩy hắn ra. Trung tiên sinh, van xin anh. Vẻ mặt của hắn hòa hoãn lại, giọng điệu như phảng phất sự nuông chiều. Xin anh cái gì vậy? Là khoét mắt trái ra trước hay là khoét mắt phải trước? Trung tiên sinh, đừng! Cô ta cố nén nỗi hoảng sợ trong lòng, ngoan ngoãn ngả vào lồng ngực của hắn. Em sẽ thắng cho anh. Ngoan! Trung Định xoa nắn mặt của cô ta, sau đó hôn lên trán cô ta một cái. Nghe lời thì mới có thưởng. Kiều Lăng liếc mắt thấy một màn này, đột nhiên nhớ tới chuyện đánh cược. Gã nhìn xung quanh một vòng, phát hiện ra Hứa Huệ Tranh đang núp ở một góc, lạnh đến run cầm cập. Cô vẫn cúi cằm mặt. Gã rất kiên nhẫn, ở khoảng cách như vậy nhìn về phía cô. Người xung quanh theo ánh mắt của Kiều Lăng nhìn qua bên đó, nên đã biến cô thành tiêu điểm. Hứa Huệ Tranh cảm nhận được sự khác thường, cô ngẩng đầu lên rồi sững người. Đợi khi cô phản ứng lại được, cô bèn nhìn về phía Kiều Lăng. Gã mỉm cười vẫy tay. Cô không thể không đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười rồi đi đến bên cạnh gã. Kiều Lăng đẩy mỹ nữ khi nãy ra, kéo lấy tay Hứa Huệ Tranh. Gã cảm giác được bàn tay lạnh như băng đá của cô, bèn dùng hai tay bọc lấy bàn tay kia của cô. Lạnh đến vậy sao? Vẫn ổn. Vào lúc đó, Hứa Huệ Tranh thật không nỡ rời khỏi bàn tay ấm nóng của gã. Gã tiến sát đến bên tai cô, hạ thấp giọng nói, trò chơi sẽ bắt đầu nhanh thôi, cưng phải thắng cho anh đó. Cô thuận tiện hỏi, trò chơi gì vậy? Kiều Lăng nghiêng đầu nhìn Trung Định một cái. Đến lúc đó cưng sẽ biết thôi. Đến khoảng 11 giờ, có một người đàn ông đứng bên bể bơi vỗ vỗ tay. Bắt đầu thôi nào! Sau đó gã đẩy cô gái bên cạnh xuống nước. Bể này là bể nước sâu. Cô gái không trồi lên mà vẫn lặn ở dưới đáy. Khi nổi lên mặt cô ta đã tím tái, mở to miệng hít để không khí. Chưa tới 30 giây, gã đàn ông tính giờ trên bờ không hài lòng. Hứa Huệ Tranh đã hiểu ra đây là trò chơi gì, nhưng cô nín thở giỏi không có nghĩa là cô có thể lặn. Cô vốn không biết cái môn vận động gọi là bơi lội này. Hứa Huệ Tranh không thể tiếp tục duy trì vẻ mặt tươi cười được nữa, vội vàng giải thích với Kiều Lăng. Kiều tiên sinh, tôi không được đâu, tôi không biết bơi. Kiều Lăng nheo mắt lại. Lúc này đừng có mà kiếm cớ với tao. Không phải, Kiều tiên sinh, tôi thật sự không thể. Kiều Lăng, mày ồn ào gì thế? Trung Định cắt ngang một câu. Không có gì, chẳng qua là gái không chịu nghe lời thôi. Trung Định tỏ ra cực kỳ hả hê. Quá đơn giản, tặng cho tao thêm một chiếc xe nữa là được. Kiều Lăng xì một tiếng với Trung Định, sau đó quay sang Hứa Huệ Tranh. Nghe thấy chưa? Cưng mà không xuống thì anh không nói chuyện đàng hoàng nữa đâu đấy. Cô lắc đầu liên tục tục, van này. Tôi không có nói dối, tôi thật sự không biết bơi. Nghe vậy Trung Định nắm lấy tay của cô, nụ cười thân thiết đến dị thường. Muốn học bơi à? Tôi có thể dạy cô. Hứa Huệ Tranh ấp úng nói. Cảm ơn, nhưng hôm nay tôi... Trung Định vẫn cứ cười, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy sờn cả tóc gáy. Tôi vẫn không thể nào nghe lọt tai nổi lời từ chối đâu. Hắn nhẹ nhàng kéo cô đến bên hồ bơi, vuốt vuốt quần áo của cô. Đừng sợ, bơi là đơn giản nhất rồi. Hứa Huệ Tranh còn chưa kịp hiểu lời của hắn thì đã bị đẩy xuống nước.
Cô cực kỳ kinh hoàng, dãy giụa trong hoảng loạn. Từng đợt nước tràn vào miệng cô. Nước hồ rất lạnh, thần kinh của cô đã bị lạnh đến tê dại, phản ứng cũng chậm đi rất nhiều. Thời gian trôi dần qua, cô từ từ không thể khống chế động tác của cơ thể mình nữa. Lòng bàn chân duỗi căng ra đau buốt từng cơn. Sau đó, cô cứ giữ nguyên tư thế bị chuột rút mà chìm xuống dưới. Cách một tầng nước hồ, cô dường như vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của Trung Định. Hứa Huệ Tranh vẫn luôn cố gắng là một người tốt. Cô muốn tích đức cho chính mình, sau đó kiếp sau chuyển thế có thể tốt hơn một chút. Bầu trời ngập tràn nước ập về phía cô, mà nước mắt của cô cũng hòa vào trong đó. Trong nháy mắt, cả quảng trường rơi vào im lặng. Mọi người thấy cô gái tội nghiệp kia quẫy đạp một chốc sau đó chìm dần xuống. Trung Định nghiêng đầu ngoắc tay với cô bạn gái của hắn, hờ hững nói, xuống xem cô ta còn cứu được không. Cô gái sớm đã bị cái màn vừa nãy dọa cho sợ đến tái mét mặt mày. Nghe xong câu nói kia, cơ thể vẫn không động đậy. Trung Định lại nhếch miệng lên cười, tôi nói đi xuống. Cô ta giật nảy mình, vội vàng chạy qua nhảy xuống nước. Cô ta liều mình ôm lấy cơ thể của Hứa Huệ Tranh bơi lên trên. Bất đắc dĩ, dù muốn nhưng sức lực không đủ, cô ta cũng rất sợ. Nếu như Hứa Huệ Tranh cứ như thế mà chết đi, đến lúc đó đám cậu ấm này nói không chừng sẽ vu cho cô ta là hung thủ cũng nên. Trung Định nhìn sâu vào trong hồ nước, lại nhìn đồng hồ cười lên. 1 phút rồi. Sau đó hắn giơ tay ra hiệu cho người hầu ở bên cạnh xuống dưới. Kiều Lăng đi lên trước, dán mắt nhìn chằm chằm vào động tĩnh trong hồ, nhíu mày, có thể xảy ra án mạng không? Trung Định chẳng thèm nhìn về phía hồ bơi nữa, tùy tiện đáp, cái này còn phải xem tạo hóa của cô ta. Trong cảnh sương mù mờ mịt, Hứa Huệ Tranh nhìn thấy một tia sáng mặt trời, hơn nữa thân thể của cô cũng rất ấm áp. Cô nghĩ mình thật sự đã lên đến thiên đường rồi. Cô hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm chậm mở mắt ra. Không phải thiên đường. Cô không nói rõ được là bản thân đang thất vọng hay là đang vui mừng. Cô đang nằm trên một chiếc giường lớn, bên ngoài là ánh mặt trời ấm nóng đang chiếu rọi vào. Cô không phải đang thưởng thức sự xa xỉ của căn phòng, mà lại lưu luyến sự rạng rỡ của ánh dương kia. Ký ức trước kia dần dần trở về, cô lại nhắm mắt lại. Một trận suy nghĩ hỗn loạn, thêm vào là thân thể kiệt sức. Chỉ chốc lát sau cô lại mê man thiếp đi. Sau đó thì bị đánh thức. Láng máng nghe thấy người nào đó đang nói chuyện. Sau đó cô mở mắt ra một cách khó khăn, liền nhìn thấy gã đàn ông mà cô không muốn gặp, Kiều Lăng. Kiều Lăng lại tỏ ra rất hớn hở. Cô mà không tỉnh nữa, Trung Định sẽ đuổi người đấy. Tôi... Hứa Huệ Tranh vừa mở miệng thì cổ họng đã khô khốc khó chịu. Cô sốt cao, ngủ ly bì 2 ngày rồi. Cô nhìn về phía gã, đợi gã xử lý. Gã vẫn cười chân thành. 20 vạn tôi sẽ theo đó mà trả cho cô. Cái người không biết bơi như cô ấy, ngụp trong hồ bơi lâu hơn tất cả mọi người, cho nên chúng ta thắng rồi. Hứa Huệ Tranh cười nhạt, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Sự đau khổ của 3 ngày đều đã chịu hết trong một đêm. Bởi vì quan hệ của Kiều Lăng, Hứa Huệ Tranh có thể ở trong biệt thự này nghỉ ngơi thêm một ngày. Cô cũng chẳng có tâm tình để đi dạo quanh, chỉ ngủ. Trừ lúc tỉnh dậy gặp Kiều Lăng một lần, thời gian còn lại cô chỉ gặp người giúp việc đưa thuốc và thức ăn tới. Cô cũng không hỏi người giúp việc cặn kẽ tình hình của căn biệt thự này. Dù sao thì cô cũng chỉ là một người khách qua đường. Lúc Hứa Huệ Tranh rời khỏi căn biệt thự, cô phải đi bộ một đoạn đường rất dài mới đi ra khỏi được khu nhà giàu. Điện thoại đã hỏng lúc rơi xuống hồ nước, bây giờ không thể liên lạc được với người trong hội sở, cho nên cô bèn đón xe về nhà. Việc đầu tiên khi về đến nhà, cô liền lên mạng tra xem 20 vạn kia của Kiều Lăng đã vào tài khoản hay chưa. May mắn chính là, tuy rằng Kiều Lăng có khuynh hướng bạo lực, nhưng trên phương diện tiền bạc thì lại rất giữ lời hứa. Hứa Huệ Tranh nhìn số dư trên thẻ, nụ cười chua chát. Đây thật sự là dùng mạng để đổi mà.